Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ý Thiên TV trong phần chơi Minecraft Roguelike Adventure and Dungeon. Mình đang ở dưới chỗ cái thùng khổng lồ để tiếp tục sự nghiệp scan tất cả những gì đang có ở trong. Thì các bạn hỏi tại sao mình không scan cả cái thùng luôn cho nó khỏe. Tại vì trong này nó có bản mod hỗ trợ. Chúng ta chỉ cần scan cái thùng này là nó sẽ hỗ trợ scan hết tất tần tật, tất cả những gì có trong thùng. Nhưng mà nó chỉ hỗ trợ tới 100 món đầu tiên thôi. Trong đây nó quá bự, thành ra hồi lúc mà mình scan nó có thông báo một cái, bây giờ không còn thấy nữa rồi. Vậy chúng ta đã scan rồi thì nó không hiểu. Cho nên chúng ta chỉ có thể scan được 100 cái thôi. Còn những cái còn lại không biết bao nhiêu cái nữa là phải tự xử lý bằng tay. Mà tự xử lý bằng tay là một việc rất là khổ cực. Rồi giờ cầm lên, làm thử cái coi, có gì được nữa không? Bấm xuống một cái. Mấy này chưa nè. Đó, quất vô. Và hên quá, có gì vậy? Vừa tìm được những cái mà chúng ta chưa có qua một lần nào hết. Reagan Scale. Gì đây? Và sách. Đây cũng có nè. Không có lên được cái gì hết. Rồi còn gì nữa không? Tiếp tục. Tay chân gì đó này nọ. Hết rồi. Hết rồi. Như vậy là hết rồi. Rồi qua đây Hopper cũng không có gì mới. Và như vậy là có thể nói là cũng tạm chấp nhận được đi. Chúng ta đã cũng xử lý được gần hết rồi. Vậy trong này có gì đâu? Trong này chắc có. Trong này toàn là vũ khí không à. Vũ khí này ken vô phát có gì đặc biệt không? Đó. Ken ra nè. Ra được mớ. Ngon lành. Cái này thì sao? Cái giường thì sao? Bên kia thì sao? Này thì sao? À, đồ này còn chơi được. Vui vui. Rồi, cái này thì sao? Hết rồi. Oh yeah. Được mấy cái nữa kìa. Infusion kìa. Ngon lành. Quá đã, quá đã. Trong này thì sao? Cục này. Cục này cũng được. Artifact. Rồi cái này thì sao? Cái này không xi nhê rồi. Không xi nhê. Mấy cây này thì cũng không xi nhê luôn. Ta ra ngoài coi chơi cái coi. Thử coi. Bên này rồi đúng không? Chắc là cái này sẽ được. Bên đây không có. Bên này thì sao? Oh, con gì đó? Chicken. Con gà. Tại nó còn con vịt nữa. Nhìn giống con gà lắm. Scan vô. Hết rồi các bạn. Vậy là mình đã scan được coi như là cũng hết tất cả mọi thứ mình có rồi đó. Ra ngoài đây xử thêm vụ này nữa coi. Không được. Vậy là hết rồi. Và còn chỗ câu cá ngoài kia. Ở nơi rất là xa. Không có gì trong đây. Vậy là ta sẽ cần phải cất cái này vô. Cất này vô luôn. Rồi sử dụng cuộn giấy dịch chuyển để qua khu vực pha len. Qua bển. À, gần ngay trước mặt luôn. Đập ra một cái. Ở đây nó có một thứ nữa. Hy vọng là nó sẽ có gì đó nha. Đây, không có. Cái này thì sao? Cái này nó cô không hiểu luôn. Cao siêu quá nó không hiểu. Bên đây. Không có gì để nghiên cứu nữa hết. Giờ sẽ cần có con mực. Và có bé Long. Để nhảy xuống dưới. Vô lại căn cứ thân yêu. Và ngày hôm nay ta sẽ xử cho xong nhiệm vụ còn sót lại của Thaumcraft. Và nó sẽ có gì đây? Chế tạo một cái Focal Manipulator. Thì Focal Manipulator này nó còn thiếu gì? Đâu rồi? Mở lên coi. Con mực hả? Mực cất đi. Mực xong chuyện rồi, cất đi. Focal Manipulator. Nó sẽ coi ở đâu đây? Ở đây. Basic Oromancy. Giờ mình sẽ cần có Planar Laser Focus. Cái bàn đó ở đâu? Cái bàn đó ở trên Advanced Foci chứ. Và Recharge Pedestal V Battery. Rồi, hồi xưa là xài cây gậy. Bây giờ là xài bàn tay. Găng tay vô hạn. Sức mạnh vô hạn luôn đó nha. Ghê lắm á. Giờ mình sẽ cần phải có Planar Laser Foci. Cần có Aurum, Praecantatio và Virtuous. Cái đó thì chúng ta kiếm từ kim cương. Đồ kim cương là sẽ có những thứ đó. Mà nó còn thiếu cái gì ta? thiếu Aurum. Aurum có từ đâu? Mệt mỏi là cứ phải đi tìm Aurum. Gì vậy, one shot luôn ghê vậy. Chỉ có một hit thôi, con nó lên đường luôn rồi. Aurum, trong này chúng ta có tách Aurum lần nào chưa? Aurum là thứ mà hình như là rất là khó tìm. Và cứ mỗi lần gặp cái đó, sao trong này nó không chỉ mình biết luôn đi cho nó khỏe ha. Kiểu như Aurum là từ gì ra, Praecantatio cộng E ra được Aurum. Nhưng mà ta bỏ trong đó thì làm gì có. Aurum, Aurum nghe giống như ma thuật. Sau một hồi nghiên cứu tìm hiểu thì Aurum mình có thể tìm được từ Silverwood. Nó đâu? Đây, Silverwood. Chúng ta sẽ có Aurum. Và ta cần bao nhiêu? Nhìn vô coi lại. Đây là Planar Laser Focus. Mình sẽ cần phải có Ordo, V Crystal. Cái đó không khó. 5, 10, 20. Và kiểm tra. Ở đây là bao nhiêu nè? Ở đây là được 5 nè. 5, 10 và 20. Vậy là cho thêm một cục kim cương nữa. Cái phần Praecantatio nó không đủ. Diamond. Diamond đây. Cục này sẽ được 15 Praecantatio. Lấy mấy cuốn sách được cường hóa đó, là sẽ có thôi. 10 cả 8, 9, 10. Có cái gì ta không cần nữa thì chúng ta sẽ quăng vô trong đó. Companion 9. Rồi giờ vô trong đây. Và nước sao ít quá vậy? Nghi ngờ. Bỏ đi. Múc nước mới. Soi chưa? Soi rồi. Rồi giờ quăng vô. Bùm. Precantatio gì này nọ có hết nha. Rồi bỏ một cuốn. Được 12. Bỏ một cái. Rồi được 5. 10. Rồi Ordo là nguyên tố cơ bản. 2 cục. Lấy xuống. Bùm. Bùm. Rồi xong. Nó thiếu Precantatio. Ẩu. Chúng ta sẽ lấy thêm một cái Ordo nữa. Bỏ vô. Và bùm. Đây là Planar Laser Focus. Thì số nhiều của nó là Foci. Chúng ta học được một cái thứ mới. Và trong này còn cái gì thì quăng cái code này vô chổng. Đó. Lấy lại. Đổ nước vô thêm. Chờ sôi. Rồi để mình có thể lấy được những cái crystal của nó. Chúng ta tận dụng. Xong chưa? Xong chưa? Rồi quăng vô. Và hết cái code crystal rồi. Giờ lấy cái code sliver chứ quên. Giờ chờ xíu. Để mình làm cái này một cái. Rồi lụm nó coi. Vẫn còn nữa kìa. Nó còn instrumentum nhiều dữ ta. 8 cái. Và có bạn nói là chúng ta sẽ quăng cái gì ta, Quicksilver, quăng thủy ngân vô chổng để ta có thể lấy được những cái crystal, thì quăng vô chổng coi thử thì nó không có. Rồi xong. Giờ mình lại phải quăng thêm một đống code vô chổng nữa rồi. Giờ phải hủy cái kia đi. Đổ vô. Ấy, bấm lộn. Rồi coi như xong. Thiệt tình, bấm lộn. Và chúng ta có được Planar Laser Focus. Thì trong này, bước này là kết thúc. Và có gì đây? Focal Manipulator. Yeah. Examine fire very closely. Ta phải nghiên cứu lửa. Và cái bàn này chúng ta đã có. Stone table có. Giờ ta sẽ cần phải có một cái bàn để thực hiện nghiên cứu. Để tạo lửa. Chúng ta tạo ra một cái để có thể đóng dấu nè. Có ý tưởng để tạo ra một ngọn lửa. Và bên đây nó sẽ cần có Iron Plate, Arcane Stone Slab, rồi V Resonator. Và hai cái này 100 V Code. Arcane Stone. Arcane Stone nằm ở đây. Giờ có cái slab trước. Thì chế tạo cái này nó không có mất tiền hay là mất cái gì hết. Chúng ta có thể để này vô luôn. Để vô. Rồi tháo. Để V vô. Và Arcane Resonator đâu? Bỏ V Resonator. Mình còn làm dư. Đây. Cái này Planar Laser Focus. Nó không liên quan gì hết á. Như là cái bàn. Stone Table. Rồi coi lại. Công thức của nó. Và có 2 cục vàng với lại 2 cái Iron Plate. Go. Go đâu? Go ingot. Rồi Iron Plate. Iron ingot đi. Làm sao làm được Iron Plate? tháo ra. Phải tháo ra nữa. Giờ cất mấy cái crystal vô trỏng. Cầm nhiều quá. Cầm một hồi tùm lum thứ hết trơn hết á. Đây là công thức của những miếng sắt của Thaumcraft. Chúng ta sẽ cần phải có 6 cái. Rồi để cái này lên. Để lại theo công thức hồi nãy. Vô đây. Hai bên đây. Cái miếng này ở trên. Hai miếng này trên đây. Ấy khoan, hai miếng này trên đây đúng rồi. Và hai thỏi vàng. Là được Focal Manipulator. Rồi có được Focal và mở lên chapter complete. Rồi thực hiện nghiên cứu lửa. Giờ để đâu ta? Để bên này đi ha. Nghiên cứu lửa. Giờ nhìn vô đây. Start crafting total complexity. Và đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng. Ở đây nó nói cái gì? Giờ sử dụng. Giờ chúng ta sẽ cần phải có gì nữa đây? Sử dụng vi, chúng ta sử dụng imprint để tạo ra những cái focus crystal. Giờ nó yêu cầu cái gì? Examine fire very closely. Things that need to be discovered. Đây là cái mà chúng ta sẽ cần phải biết. Giờ để mình scan nó một cái. Và nó có mở thêm thông tin gì không? Chưa có. Mình sẽ phải cần có Netherrack. Tại vì chúng ta cần phải thắp lửa lên. Ở trong này nó kêu chúng ta cần nghiên cứu lửa. Nhìn vô ngọn lửa. Xem thử ngọn lửa có nói lên được cái gì hay không. Giờ phải có lửa trước đã. Rồi, nghiên cứu. Vô đây. Nghiên cứu ngọn lửa. Có gì không? Sao không thấy có gì đặc biệt trơn vậy? Nghiên cứu lửa. Examine fire very closely. Nghĩa là phải tới gần ngọn lửa hả? Ồ, chúng ta vừa cảm nhận được ngọn lửa. À, ra là như vậy. Nó nói nghe khó hiểu. Thế ra chúng ta chỉ cần lao vô lửa thôi. Thiêu thân lao vô lửa một cái là xong. Rồi, nghiên cứu xong rồi đã. Giờ mở lên coi. Khi bỏ vô đây, nó sẽ có được touch. Đụng một cái. Nó sẽ làm gì? Trong vòng 4 ô. Ghê. Rồi đây là lửa. Rồi có thể bấm vô đây. Rồi có thể chọn cái gì? Touch. Fire. Rồi bắt đầu. Đoạn này thì nhìn có vẻ đơn giản. Nhưng mà về sau nó sẽ hơi phức tạp chút ha. Mình sẽ có được cái đầu tiên là chúng ta bỏ vô. Chúng ta bỏ vô. Ta chọn. Đây là làm gì nè? Đây là xác định mục tiêu. Thì xác định mục tiêu là phải bỏ vô. Chạm một cái. Rồi làm gì? Chạm một cái bị gì? Bị lửa. Đó, và thời gian đốt lửa được 5 và sức sát thương được 5. Giờ độ khó 17 trên 15. Không làm được. Vậy là phải giảm xuống. Giờ start crafting chưa được. Thời gian cháy có thể giảm xuống 15 trên 15. Rồi nó sẽ yêu cầu chúng ta cần phải có Ignus và Aversio. Ignus mình có một cục ở đây. Aversio là cái gì? Giờ nó chơi cần phải coi. Aversio. Chúng ta coi thử coi. À, sát thương. Aversio là sát thương. Sát thương thì có từ vũ khí. Đơn giản. Kiếm đâu? Kiếm nè. Ủa trai anh so. Kiếm này ghê quá. Kiếm này yếu quá. Có kiếm gì? Kiếm này được hả? Và cần phải có 4 hả? 4 vậy là được. Cũng được rồi đó. Cái này có thể chơi được. Rồi vô. Băng vô. Giờ trong này 1, 2, 3, 4. Hết chưa? Còn lại 1. Lại 1 thì hủy đi. Đâu cần thiết đâu. Qua đây. Qua đây đang chọn lửa. Lửa 3, 15, 1 và Aversio đâu? Aversio đây. Nó cần có 1 thì mình có 2. Giờ có thể bấm Start Crafting. Bắt đầu chế tạo. Đó, đẹp chưa? Hai cái cục pha lê chiếu chiếu vô một cái nó hòa quyện vô cái focus hay là cái cục ngọc ở đây. Và đây là Planar Laser Focus, đáng lẽ mình nên đổi tên luôn. Mình đổi luôn đi. Này Fire Touch. Bấm vô một cái. Hết đổi tên được rồi hả? À, hết đổi tên được rồi, đáng lẽ nãy nên đổi tên luôn, quên chú ý chuyện đó ha. Rút kinh nghiệm. Các bạn nên đổi tên luôn. Ta sẽ cất cái này vô đây. Cất cái này vô đây. Còn một cái nữa để dành xài. Silverwood cất đi. Giờ tháo này xuống. Cái tay đâu? Tay đây. Tay có tuyệt chiêu gì chưa? Chưa có. Giờ làm sao có thể gắn được lên trên cái tay? Mở lên coi. Đây. À, trong này nó có một đống luôn nè. Root Touch Fire. Người ta hướng dẫn á. À, trong này chúng ta có thể gây sát thương. Tạo ra. Nói chung là nó sẽ còn những cái cao cấp hơn nữa. Ví dụ như là những cái Advanced nè. Plan Advanced Foci. Focus chứ. Cần có Quicksilver, Auto và Praecantatio để nâng cấp nó lên. Nhưng mà mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đây. Và lấy 3 phần thưởng. Quá dữ. Redwood Plank. Cái plank đó tạm thời cất đi. Và còn một cái nữa đâu. Giờ cất này vô đi. Cất này vô luôn. Cho nó trống trải. Vậy là Thaumcraft đã hoàn thành được 100%. Thaumcraft không còn để bao nhiêu phần trăm nữa và đã hoàn thành hết rồi đó. Giờ mình cần phải gắn được cái focus này lên. Và gắn nó thì bấm chữ F. Mặc định là bấm chữ F. Và chọn nó. Rồi giờ bấm phải chuột. Bấm trái chuột trước chứ. Trái chuột là đánh. Phải chuột là chưởng. Ghê. Chưởng nè. Nghe sao giống đang sử dụng cái chàm đánh lửa quá vậy. Giờ để ra đây một cái. Chỉnh lại thời gian. Người điều khiển thời gian lại xuất hiện. Và người điều khiển thời gian nay chưởng ra lửa nữa. Ghê lắm. Rồi con mực đâu? Mực đây. Ra đây. Ra ngoài chơi. Còn mấy con ngoài kìa. Ra ngoài chơi với nó. Nó kìa. Đánh lửa. Lửa. Đây là lửa ma thuật. Đứng lại. Đây là lửa ma thuật có thể cháy được ở dưới nước. Nó sợ quá nó chạy mất tiêu rồi. Không chịu đứng lại chiến đấu gì hết trơn hết á. Rồi giờ cất cái này đi. Cất đi. Và bấm chữ F một lần nữa. Rồi. À, không phải. Vô coi nút liền. Giờ cái đó là của Thaumcraft đúng không? Kéo xuống kiếm phần Thaumcraft. Tháo cái tay ra như thế nào? Miscellaneous Caster Toggle. Giờ mà mình muốn đổi cái viên ngọc ở trên cái đôi bàn tay này á, là sẽ cần phải có một cái viên ngọc loại khác. Giờ vô đây coi thử. Chúng ta có một cái plank hồi nãy đâu rồi. Tự nhiên quăng vô chổng cất làm gì. Giờ lấy ra đây. Bỏ vô viên ngọc này thì sao? Chưa có gì đặc biệt lắm. Tại vì cần phải nghiên cứu thêm. Nghiên cứu về thiên nhiên. Đó. Nghiên cứu. Tiếp tục. À, nghiên cứu về Vitium hả? Cái này là Tainted nè, nguy hiểm nè. Rồi Permutatio có luôn. Ồ, có hết luôn. Và còn thiếu một cái Any Enchanted Item. Mất hair seal touch. Dẫn hoài ta. Mất đồ của tôi. Tôi không chơi. Rồi để kiểm tra thử coi seal touch chúng ta còn cái gì không. Seal touch. Có cái này có seal touch. Ok. Rồi một món đồ gì đó. Kiếm đi. Kiếm có nhiều lắm. Giờ lấy đại cái kiếm nào đó. Kiếm gì giờ? Fiery Saw. Knockback. Để đem làm tế phẩm. Mất Fortune One hả? Vậy Fortune One. Kiếm tiếp. Fortune cấp độ 1. Có luôn. Ghê quá nhưng mà hy sinh cao cả quá. Đây đi. Iron Pick đi. Cái này đồ nó không có cần phải hy sinh gì nhiều nè. Rồi bấm. Cái theory của mình còn nhiều không? Để mình coi luôn. Còn có 2 cái theory à. Vậy là phải nghiên cứu tới cấm thuật Rift. Ghê nha. Cái này là một cái cấm thuật nè. Cái ảnh hưởng nó cũng ảnh hưởng nhỏ thôi. Nó không ảnh hưởng nhiều. Đây là hồi máu. Và học thì tốn theory. Medium projectile. Có thể trưởng được cái medium. Đồng ý. Fiery projectile normal. Giờ phải chưởng ra để nghiên cứu. Đây là cái gì nữa? Đây là bolt. Chắc chưởng điện. Advanced foci. Nhiều thứ quá. Giờ nếu mà học thì chắc học cái này quá. Học cái này nó có ảnh hưởng gì nữa không? Đây là augmentation. Further. Research complete. Ủa gì complete? Tôi mới bấm thôi mà complete gì vậy? Cái này hình như chỉ vô đọc thôi. Người ta nghiên cứu thêm để có thể thắp sáng nè, observation và theory oromancy gì đó. Dimensional modifier. Nhìn qua đây, Thaumium Caster Gaulet kìa, hàng cao cấp kìa. Cần có Basic Oromancy hả? Oromancy và Alchemy Methodology. Vậy là phải học hai cái đó. Basic rồi. Basic Oromancy đây. Và Methodology là cái gì? Methodology đâu? Henry Jazz. Không phải. Vậy nằm đâu ta? Ở trên này hả? Basic đâu? Nó chỉ là Basic thôi. Đó là cái hàng cơ bản. Đây là Golemancy. Và còn một bước nữa là phải nghiên cứu những cái Animated Construct, là những cái con gì đó. Ủa, để nó nằm đâu? Warp. Đây, đây là cái bệnh mà khi chúng ta nghiên cứu quá sâu vào Thaumcraft, nó sẽ gây ra nhiều hiệu ứng lắm. Giờ mình chưa thấy hiệu ứng gì đâu, tại vì nó còn rất là bình thường ha. Chúng ta vẫn còn là người bình thường, chưa bị ảnh hưởng nhiều lắm. Giờ bạn muốn warp nhiều á thì cứ học những cái cấm thuật á là nó ra à. Học cấm thuật là tới cái gì luôn á. Essential. À đây rồi, Alchemy này hả? Giờ nó còn thiếu một điểm Alchemy, một điểm nghiên cứu về giả kim, cũng như là một cục Thormium. Thormium cần có Praecantatio và Terra. Chúng ta có bộ áo giáp. Có thể chế tạo được áo giáp không? Coi thử coi. Thormium. Thormium Armor. Áo giáp. Áo giáp đẹp lắm nha. Thormium Fortress. Hem. Cái này là phải cường hóa. Còn bình thường là chế tạo được áo giáp này. Thaumium Golem. Và có được đồ của Thaumium. Có rất nhiều thứ để chúng ta có thể nghiên cứu. Mà thiếu cái điểm lý thuyết quá. Giờ học cái này hả? Học cái này làm được gì? Khoan. Trước khi nghiên cứu tiếp, mở lên. Ta-da! Một đống thứ để chơi rồi nè. Đó. Giờ có thể bắn ra tia. Hồi nãy là mới đứng một chỗ thổi lửa thôi. Giờ có thể bắn ra tia. Bắn ra tia nó mới ngầu. Bắn ra tia gì giờ? Tạo ra một cái năng lượng. Có thể phá vỡ vật chất. Rồi đất. Có thể thay đổi. Để có thể xây dựng nè. Hồi xưa nó là... Hồi xưa mấy cái này hình như là phải đem lên trên Runic Matrix để có thể thực hiện mấy cái Infusion trển á. Đem qua đây nè. Còn bây giờ là chơi trên đây. Giờ hiện đại rồi. Không ai gắn kiểu kia nữa hết á. Đây là băng tuyết. Flood là làm cái gì? Tạo một cái sức mạnh. Đánh vô. Và nó gây sát thương 4-4. Giờ sát thương giống như gãi ngứa vậy đó. V-Cos. Giờ chắc làm thêm một cái nữa đi. Nhưng mà mình không bắn lửa nữa. Mà mình sẽ bắn... Bắn cái gì đây? Break down most material. Phá hả? Bắn băng đi. Bắn băng cũng được. Còn không bắn lửa đi. Bắn lửa cũng vui. Hồi nãy bắn lửa. Giờ bây giờ nãy đụng lửa. Giờ là bắn ha. Bắn sát thương phải lên cao. Rồi cái này khó quá. 15 thôi. Giờ Start Crafting còn thiếu gì? Malthus và Ignus. Đi kiếm Malthus. Malthus đây. Có sẵn. Quá đã. Ignus. Giờ chọn lại. Projectile Speed. Chỉ được cỡ này thôi. Không lên được hả? Không lên được. Fire Projectile. Fireball. Rồi. Bấm. Start Crafting. Được chưa? Đâu? À đây. Đang chế tạo. Quên. Tưởng nó được liền không à. Nó đang chế tạo nha. Đẹp lắm nha. Chụp hình cái coi. Chụp hình. Đó, chụp hình rồi. Chờ chút xíu. Chế tạo nhanh lên. Sắp đỏ hết rồi kìa. Vô. Chúng ta sẽ bắn quả cầu lửa. Hồi nãy là chỉ thổi lửa thôi. Lâu vậy. Chiếu sáng gì lâu quá. Có phải là do hồi nãy mình cầm ra không vậy? Nguy hiểm nha. Do chúng ta cầm ra cho nên nó hết hiểu rồi. Có phải như vậy không? Chuyển lại ban ngày. Rồi, chắc là phải chỉnh lại rồi đây. Thiệt tình, do nãy cầm ra rồi. Cầm ra thành ra nó hết hiểu rồi. Giờ biết làm sao đây? Hả? Giờ nó chiếu hoài luôn á. Chắc lấy lại cục này thử coi. Giờ đồ của tôi đâu? Giờ tháo mấy đồ này xuống. Nãy mà nó xài mấy đồ này là mình mệt luôn á. Rồi coi như chúng ta mất cái đó đi. Cái Planar Focus này còn xài được nữa không? À, còn xài được. Nó xài được khi chơi được. Xài không được mới mệt. Rồi lấy này xuống một cái nữa. Nhớ đừng lấy ra nha. Rồi lấy ra là phiền lắm. Giờ vô đây. Sát thương cao nhất đi. Ưu tiên sát thương. Rồi chúng ta sẽ có chưởng quả cầu lửa. Pháp sư nè. Phải chưởng quả cầu lửa chứ. Đó, bắt đầu thực hiện công việc chế tạo. Đó, phải vậy chứ. Đâu có lâu gì được. Fireball. Có tên, có tuổi đàng hoàng. Rồi bấm chữ F một cái. Đổi lên. Ở giữa đang là cái gì đó. Và trên đây. Quả cầu lửa. Bùm. Cháy lên luôn. Quăng lên. Pháo bông. Pháo bông rớt xuống. Pháo bông này rớt xuống hơi bị ghê đó nha. Pháo bông. Bắn pháo bông. Wow. Đẹp chưa. Thì bắn pháo bông nè. Ghê không? Wow. Bắn pháo bông tiếp. Vui quá. Bắn pháo bông các bạn. Bắn pháo bông nè. Bùm. Rồi để mình scan thử cục này coi. Cục này scan rồi. Và đây là găng tay có sức mạnh vô hạn. Ghê không? Và chỉ việc nghiên cứu. Rồi kiếm thêm những cái điểm. Rồi ta bấm vô đây ta học. Rồi để mình complete cái này trước đi ha. Đây là cái túi. Cái túi để mình có thể chứa được những cái focus. Hay là những cái viên ngọc á. Giờ cái này công thức không khó. Quất luôn đi. Cần có da. Da đây. Rồi hồi nãy là cần phải có brass đúng không? Đây. Hoa bển. Chế tạo liền. Đây là sợi dây nịt trước đã. Có sợi dây nịt. Rồi mới làm được cái pouch. Đây là focus pouch. Cái túi đựng. Túi nhỏ nhỏ. Sẽ cần phải có cục vàng. Lấy vàng. Và cần có da. Vô đây. Vàng đây. Để lên. Để cái dây nịt lên. Để da bọc xung quanh. Đó, có túi. Và có cái túi này là mở lên nè. Bỏ này vô nè. Giờ có thể bấm F được không? Kỳ vậy. Bấm F ở đây vẫn được. Tại nãy chưa cầm cái tay. Chưa bấm F được. Giờ người ta thấy là nó sẽ đổi chỗ. Quả cầu lửa đưa xuống. Lấy chiêu kia đưa lên. Mình mới làm thêm được những cái focus. Hay là những viên ngọc. Để gắn lên trên cái găng tay. Sức mạnh vô hạn. Và ta mở lên. Vô đây. Giờ có thể chưởng rồi đúng không? Chưởng là ngon rồi. Và chưởng gì? Chưởng băng. Sức mạnh phải là lên nhiều nhất. Còn cái thời gian đó thì không cần thiết lắm. Và nó cần có gì? Malthus và Golem. Malthus với Golem. Đây là Malthus. Và ủa đây còn Malthus nữa hả? Sao còn hai cái Malthus vui vậy? Golem đâu? Golem đây. Golem là từ mấy cục nước đá. Giờ bấm dây lại. Nhớ là phải chọn trước. Rồi qua đây. Malthus với Golem. 15 duration. Không được. Mặc định của nó là 2. Không có giảm thời gian xuống được. Vậy là phải tăng cái này cũng không được. Vậy tăng thời gian được không? Tăng thời gian thì được. Mà giảm thời gian xuống thì cũng không được. Mặc định nó là 2 rồi. Vậy tăng thời gian lên 3. Ok. Đây là cái gì? Đây là force. Force là băng. Giờ lấy chọi quả cầu tuyết. Để coi thử nha. Bấm. Ủa? Kỳ vậy? Bấm. Ủa gì vậy? Sao kỳ vậy? Crafting table đi. Tại nhiều đồ quá. Để vô một cái nó không hiểu gì hết trơn à. Nó làm cho mình bấm lộn. Và lên đây là 4 3. Rồi chúng ta sẽ có lại Frostbone. Rồi bấm Start Crafting. bắt đầu chế tạo. Chờ chút xíu. Coi nó chiếu đèn. Lúc nào chúng ta cũng thấy được cảnh chiếu đèn. Và lấy ra Forceborn, yay, mở này lên, cất cục này vô. Cục này cũng có thể cất vô nhưng mà nó không có hiệu quả gì hết trơn hết á. Giờ cầm cái tay bấm F thử coi. Nó không thấy cái cục plank ha. Cái cục mà nó không có gì hết là nó không thấy. Giờ cái này là sẽ có băng. Giờ cầm qua đây, lấy cục băng. Băng làm gì đây? Wow. Ê, gì vậy, gì vậy? Đóng đá ở ngoài luôn rồi kìa. Nhưng mà đá nó không có đóng luôn. Chứ không phải là đóng luôn là mệt đó. Không phải đóng băng vĩnh cửu đâu. Giờ ra quải chơi. Trò này vui. Phát hiện ra một trò mới. Để ra chọc mấy con Guardian ngoài kia. Giờ lấy cái này cái. Cá nè. Mực đâu, mực. Mực vô đây con. Đó là... Ê. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Vụ này tôi rất là ghét. Nhưng mà bây giờ mình không có xử lý được. Tại vì khi mình tháo ra một cái là chúng ta cũng không chơi được luôn. Cái bản mod Better Diving đó đó. Nó kìa. Nó... Ê, gì vậy? Nó có lực nước. Thành ra mình không thể nào quăng được. Quăng vô... Ê! Đây là đâu? Tôi là ai? Uh-oh. Gì đạp ra được nước đá không? Chôn vùi. Chúng ta đã chôn vùi nó ở trong. Và mình cũng chôn vùi bản thân mình ở trong băng tuyết luôn. Đây, hầm mộ hàng băng. Bây giờ phải chờ cho lớp băng này nó bể ra chứ sao nữa giờ. Giờ con mèo rừng đó rồi. Mèo rừng vô đây con. Sao ta đang ở trong trạng thái gì mà mèo rừng cũng không sáng. Mà cái này cũng không sáng nữa vậy ta. Xuống dưới này bơi thì sáng. Ủa rồi băng này có bể ra không vậy? Có bể. Chịu khó đập đi. Ồ, chơi nguyên quả cầu băng vậy luôn á hả? Ê, bên kia có bể không? Ủa mình thấy nứt rồi nè. Chắc tại có ánh sáng nó mới nứt. Vậy là tuyệt chiêu này nguy hiểm quá. Phải nói là rất nguy hiểm luôn á nha. Giờ bắn một cái nó sẽ tạo ra một khối băng. Đó, nó rớt xuống từ từ kìa. Coi kìa. Và nó tạo ra một khối băng. Khối băng nè. Chờ xíu nha. Khi nó chạm xuống tới đáy và nó ra một quả cầu băng. Đây là hầm mộ hàng băng. Quả dữ luôn. Và nói tóm lại, trong ngày hôm nay chúng ta đã nghiên cứu để có được một cái găng tay sức mạnh vô hạn rồi đó. Còn bây giờ ta sẽ tạm dừng tại đây. Và hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.